Khẳng định ông Hà My không mang thai, nhận sai khi chưa ly hôn, đã tìm hiểu người mới. Ồn ào vụ ly hôn Trọng Hưng ông Hà My vừa có thêm diễn biến mới. Sau 2 tuần ồn ào, mới đây đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng đã chính thức lên tiếng về chuyện ly hôn giảng viên ông Hà My trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, Trọng Hưng lần lượt giải thích từng chi tiết trong vụ ồn ào thời gian vừa qua, từ việc bỏ mặc vợ xảy thai, nợ tiền nhà vợ đến có mối quan hệ mới đều được chồng cũ ông Hà My chia sẻ cụ thể. Nguyên văn chia sẻ của Nguyễn Trọng Hưng. Lời đầu tiên, Trọng Hưng gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới khán giả đã bận tâm tới câu chuyện cá nhân của Hưng trong thời gian vừa qua. Bản thân Hưng rất buồn và sốc khi bất đắc dĩ tên Hưng được đưa lên báo chí và mạng xã hội bàn tán theo cách mà Hưng không mong muốn. Những ngày qua, Hưng lựa chọn cách im lặng vì không muốn câu chuyện đi quá xa, làm ảnh hưởng đến bố mẹ, người thân hai bên gia đình. Hôm nay, Hưng xin phép được chia sẻ về câu chuyện này một lần duy nhất. Sở dĩ Hưng quyết định lên tiếng bởi Hưng và vợ cũ, ông Hà My đã chính thức không còn là vợ chồng về mặt pháp luật kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2020. Sau đây là những điều Hưng muốn giải bày. 1. Hưng đã sai khi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật với cô ấy mà đã tìm hiểu một mối quan hệ mới. 2. Về video được mọi người truyền tay nhau hoàn toàn được cắt ghép theo chủ đích của người đăng tải. 3. Hưng xin cam đoan không có bất cứ khoản vay 1 tỷ đồng nào từ gia đình cô ấy. Chỉ một lần duy nhất, khi Hưng gặp khủng hoảng về công việc, mẹ cô ấy đưa cho mẹ Hưng 200 triệu đồng nhưng Hưng không hề hay biết. Khi biết chuyện, mẹ Hưng và Hưng đã thu xếp để gửi lại số tiền trên nhưng mẹ cô ấy nhất quyết từ chối. 4. Về mối quan hệ tình cảm giữa Hưng và vợ cũ, ngay sau khi kết hôn, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm sống và chính thức ly thân từ tháng 6 năm 2020. Cả hai quyết định ly hôn vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. 5. Về thông tin vợ cũ nói Hưng đưa cô ấy vào viện vì sảy thai rồi bỏ mặc, câu chuyện sảy thai hoàn toàn không có thật bởi thời điểm đó Hưng và cô ấy đã ly thân. Khoảng giữa tháng 7 năm 2020, gia đình cô ấy gọi điện nhờ Hưng tìm cô ấy sau 3 ngày cô ấy bỏ nhà đi. Hưng được bạn cô ấy nhắn tin thông báo cô ấy đang ở bệnh viện phụ sản nên đã đến đó và thấy cả gia đình cô ấy cũng có mặt. Do vẫn không liên lạc được nên mọi người bàn tính mẹ cô ấy giả vờ ngất để cô ấy lo lắng và xuất hiện. Một lúc sau, My xuất hiện và Hưng cùng mọi người đưa hai mẹ con cô ấy sang viện Việt Nam Cuba truyền nước rồi Hưng rời đi. 6. Về nội dung tin nhắn được cho là của Hưng và bạn, Hưng xin khẳng định đây là lần đầu tiên Hưng nhìn thấy và đọc được nội dung tin nhắn. Còn bức ảnh nhạy cảm, Hưng chỉ gửi duy nhất cho My khi cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò. Lời cuối, Hưng thật lòng xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của mình đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt còn vô cùng xin lỗi bố mẹ và người thân vì câu chuyện của con làm tổn thương đến danh dự của mọi người. Con cảm ơn bố mẹ, những bạn bè thân đã ở bên động viên tinh thần giúp con mạnh mẽ hơn vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Gửi đến vợ cũ, chúng ta từng có khoảng thời gian đẹp bên nhau nhưng mọi thứ đã kết thúc và cả hai nên cư xử một cách tử tế. Trước đó, Trọng Hưng cũng công khai đơn ly hôn của hai vợ chồng. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!